Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Giai điệu từ những vần thơ. Trong một buổi tối mùa xuân hôm nay, chắc chắn là điều mà Tùng muốn nói nhất với quý vị đó chính là ước ao làm sao những cảm xúc đẹp đến từ những bài thơ cũng như những bài hát cũng như là những cuộc trò chuyện với khách mời sẽ giúp cho quý vị có một buổi tối mùa xuân thật đẹp. Nhắc tới mùa xuân, chắc chắn chúng ta sẽ nhắc đến mùa khởi đầu của một năm, sự rung rinh của cành lá và những cơn gió mát rười rượi hòa với niềm hân hoan của những giọt nắng mới. Đã từ lâu lắm rồi, người ta không nói tới những cánh én bay về phương Nam tránh rét, không nói tới những nét đẹp thiên nhiên của mùa xuân trong cuộc sống rất bộn bề của thành phố. Cho nên ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép dành tặng một món quà về tình yêu và thiên nhiên mùa xuân cho quý vị. Nhưng để bật mí với quý vị đó là bài thơ và bài hát gì, trước hết xin mời quý vị cùng gặp gỡ lại một trong những vị khách mời rất quen thuộc của chương trình. Đó chính là nhà thơ Phạm Phương Lan, Ủy viên Ban Văn Trẻ Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Bến Nghé. Xin chào chị. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Giai điệu từ những vần thơ và... em rất là cảm ơn chị Lan đã hỗ trợ cho em, đặc biệt về mặt cảm xúc cũng như là những phân tích của chị về những tác phẩm mà chúng ta cùng trò chuyện. Thực ra thì chị cảm thấy chị mới là người may mắn được tham gia rất là nhiều số của chương trình Giai điệu tự nhiên vần thơ. Và điều đặc biệt hơn nữa là chị rất là vui khi được làm việc, được trò chuyện với Tùng Liêu. Yeah. Vì mỗi khi trò chuyện với em thì chị để có cảm giác như là cả một mùa xuân đang về. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là ngày hôm nay mùa xuân sẽ ấm áp trong trái tim của chị em mình cũng như khán giả đang theo dõi chương trình. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ bật mí với quý vị khán giả về bài thơ và bài hát mà chúng ta đang cùng nói đến. Điều thú vị đầu tiên về tác phẩm lần này đó chính là người viết nên tác phẩm này đồng thời cũng là một nhạc sĩ, nhưng lại không phải là nhạc sĩ phổ thơ bài hát. Chúng ta đang cùng nói đến tác giả Diệp Minh Tuyền. Ai cũng biết đến đây là một nhạc sĩ, đúng không ạ? Nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Nhưng mà lần này thì chúng ta nói về nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Và bài hát mà chúng ta cùng nói đến ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Và nói đến đây thì chị đã đoán được cái tác phẩm mà chúng ta sẽ cùng nói đến là tác phẩm gì không ạ? Đây là một bài hát rất là nổi tiếng và được rất là nhiều thế hệ hát nó và biết đến nó. Đó là bài Mùa Chim Én Bay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện một tác phẩm của Diệp Minh Tuyền và Hoàng Hiệp, bài thơ Mùa Chim Én Bay. Khi gió đồng thơm ngát, hương lúa chín ngọt ngào, rợp trời chim én liền, cho lòng tiếng chim vừa xôn xao, sắc hoa vàng ngây ngất, đắng trời đường tươm bật, nên bỗng vàng long lanh. Cây nảy đầy chồi xanh, nhiều như niềm khát vọng, mây trắng bay yên lành, đẹp như điều mơ mộng. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơ màng. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt ngào. Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại bên anh, em gần bài nên đời vẫn xuân trào. Đó chính là bài thơ khởi nguồn cho bài hát Mùa Chim Én Bay. Và khi mà nghe bài thơ này thì trong lòng chị chắc đang dậy lên một mùa xuân rất đẹp, phải không chị Lan ạ? Quả thật là như thế. Khi mà nghe bài thơ Mùa Chim Én Bay này thì bởi vì tác giả Diệp Minh Tuyền quá tài tình khi vẽ ra một cái mùa xuân nó rất là khoáng đạt, nhưng mà cũng rất là chân chất bình dị, đúng như con người miền Nam của nhà thơ Diệp Minh Tuyền vậy. Yeah. Khi mình nói đến chất miền Nam của tác phẩm này thì điều mà em thích nhất đó là những cái từ mà nhà thơ, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền đã sử dụng trong bài hát. Ví dụ như là chữ trao, chữ liền, nghe nó rất là miền Nam. Và tự nhiên mình thấy, wow, sao mà miền Nam có một cái mùa xuân ấm áp và nhẹ nhàng đến thế, phải không chị? Đúng rồi. Ở cái bài thơ này thì
Diệp Minh Tuyền đã sử dụng rất là nhiều những cái từ lấy. Các cái từ lấy thì nó có cái sức gợi hình, gợi lên cái sóng cảm xúc trong lòng người đọc rất là lớn. Đó cũng là một cái sự tài tình riêng của ông, bởi vì ông dùng rất là nhiều, nhưng mà khi người đọc á, người ta đọc lên người ta lại không thấy nhàm chán, và người ta cảm thấy là nó mở ra cả một cái bầu trời bao la trong trẻo của cái mùa xuân này. Nhân tiện chị Phương Lan nói về những từ lấy của tác phẩm lần này thì chúng ta thử điểm lại xem là nhà thơ, nhạc sĩ và Diệp Minh Tuyền đã có những từ lấy nào trong bài thơ lần này nha. Ngọt ngào nè, nôn nao, xôn xao, long lanh, ngây ngất, mơ mộng, mơn man, dịu dàng, nhiều, rất là nhiều, đúng không ạ? Hầu như ở khổ nào cũng có 1 đến 2 từ lấy. Dạ. Em thấy thông thường khi mà người ta viết về mùa xuân á, thì bao giờ trong đó có một cái sự tươi mới đã đành, nhưng mà nó sẽ kèm theo cái sự réo rắt, tung tẩy ở trong đó. Nhưng ở đây thì mình thấy một mùa xuân rất là đầm, có thể cho tính cách của nhà thơ, cho nên khiến cho mùa thơ, cho cái bài thơ này nó không có phải là một cái bài hát kiểu réo rắt tươi vui hồn nhiên, mà nó vừa nhẹ nhàng vừa róc rách như là một cái dòng suối nhỏ, phải không chị? Đúng rồi. Ở cái bài thơ này thì nó là một mùa xuân rất là tươi vui, nhưng nó lại đúng như Tùng Leo nhận xét là nó rất là đầm thắm. Mình nghĩ là nó có thể là do cái chất Nam Bộ của nhà thơ, cũng có thể là do cái sự mà trải nghiệm cuộc đời của nhà thơ đã đưa đến cho chúng ta thấy được một cái mùa xuân nó rất là an lành. Dạ, khi mình nói đến mùa xuân thì ở đây mùa xuân cũng được ví von một cách rất là đẹp đẽ trong tình yêu. Cái hình ảnh cánh én nhỏ như là một cái cô gái, một cái người tình của mình, nó xuất hiện trong cuộc đời mình bằng một cái câu mà em cho là bất cứ một người nào khi mô tả tình yêu của mình như thế này cũng là một người yêu rất sâu đậm, khi mà nói rằng là em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh. Nghe nó dễ thương, nó ngọt ngào, và có cảm giác được là cái con người yêu đó trở nên bé nhỏ trong vòng tay của nhà thơ, phải không chị? Cái hình ảnh mà em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh ấy, cho ta thấy cô ấy đến với chàng trai một cách mình phải nói là rất là tự nhiên, trao liền như là một cơn gió mùa xuân bay đến vậy. Dạ, có thể nói là vào lúc này á, Tùng nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều các bạn khán giả trẻ của HTV sẽ không có mường tượng được cái hình ảnh của cái từ trao liền. Chị Phương Lan có thể mô tả lại cho khán giả trẻ được biết là một cánh chim trao xuống là như thế nào không ạ? Cái này mình phải thay họa sĩ và mình vẽ bằng từ. Dạ. Thì cái hình ảnh mà cái chim én ấy, chim én thì thường nó bay thẳng. Dạ. Nó bay thẳng, và khi mà nó muốn đậu xuống á, thì nó cũng sẽ, đúng rồi, nó trao đôi cánh xuống. Dạ. Rất là nhanh, cái động tác làm rất là nhanh, trao. Dạ. Và khi mà ở đây cái hình ảnh là cái cánh én mà trao liệng á, ở đây thì nó không phải là trao để đậu xuống, mà nó bay lên bay xuống. Yeah. Nó giống như là sóng bay lên bay xuống. Yeah. Thì mình cảm thấy là thực ra cô gái này đang xuất hiện trong cuộc đời chàng trai này, và xuất hiện một cách tự nhiên, và cô ấy vẫn chính là cô ấy. Yeah. Đưa ra một cái hình ảnh khác để cho giới trẻ có thể mường tượng dễ hơn, cho phép Tùng dùng hình ảnh của cánh diều. Chúng ta có thể nhìn thấy cánh én nó cũng giống như cánh diều. Đúng vậy rồi. Khi mà cánh diều đáp xuống thì nó cũng trao qua trao lại, là tạo một cảm giác giống như là đánh võng giữa bầu trời. Và cái hình ảnh đánh võng đó làm cho trái tim yêu cũng giống như là đang thấp thỏm vì chờ đợi tình yêu của mình. Hình ảnh khi cô gái xuất hiện nhẹ nhàng, tươi vui, nhưng đúng như chị Phương Lan nói, có gì đó rất là tự nhiên. Và cái trái tim của chàng trai cũng không hẳn là đắc thắng vì mình đã có tình yêu này, mà ở đó có một cái sự rung cảm, có sự chờ đợi hồi hộp. Và giống như là chúng ta cứ mỗi một năm chúng ta lại chờ đợi mùa xuân tới. Và khi cánh én xuất hiện thì chúng ta vang lên một tiếng wow, mùa xuân đã tới rồi. Thì ở đây cũng chính là một cái niềm vui nho nhỏ trong tình yêu mà chàng trai có được của cô gái. Chỉ phân tích một đôi chút thôi, chúng ta cũng thấy được tình yêu mà nhà thơ, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền mô tả qua bài hát này, sao mà nó đáng yêu lạ thường. Ở khổ cuối cùng, én về én lại xa, mùa xuân không ở lại, bên anh em gần mãi, nên đời vẫn xuân trào. Tùng rất là muốn hỏi ý kiến của chị Vân Lan về khổ thơ này ạ. Mùa xuân á, là cái mùa khởi đầu của một năm. Bao nhiêu người đều trông chờ nó,
bao nhiêu tâm hồn đều mong đợi nó, cỏ cây hoa lá cũng mong chờ sau một mùa đông lạnh giá thì mùa xuân ấm áp trở về, và những cái đàn chim di nó cũng bay trở về, cũng như là cái Lan cảm giác như mùa xuân chính là mùa của yêu thương. Yeah. Và Lan còn nhớ là Lan có viết một cái bài thơ là mùa yêu thương viết cho mùa xuân này đó. Mùa xuân về trên lá xanh non những chân trời, dệt mộng mơ lên tóc bồng bềnh theo mây trôi. Mùa xuân về trên môi chúng chím trao những nụ, chồi non nào vừa nhú ngọt ngào hương bay xa. Thì cái mùa xuân nó là như thế, mỗi trái tim, mỗi tấm lòng đều chờ đợi nó. Và khi những cánh én bay về báo hiệu mùa xuân, thì đó là mùa xuân của thiên nhiên. Và mùa xuân của lòng người cũng như mở ra từ đấy. Nhưng có một đặc điểm ở trong cái bài thơ này, nếu như ở đầu bài thơ là cánh én bay về, thì ở cuối bài thơ tác giả lại cho ta tỉnh lại, én bay về nhưng én sẽ bay đi, riêng chỉ có tình yêu thôi, mùa xuân trong lòng người sẽ ở lại khi tình yêu ở lại. Dạ, bên anh em gần mãi nên đời vẫn xuân trào, lúc nào cũng có mùa xuân bên cạnh. Cho dù én có ở lại hay én đã bay đi, miễn là có em thì mùa xuân vẫn luôn ở lại. Rất là đáng yêu phải không chị? Đó chính là bài thơ mà chúng ta cùng nhắc đến ngày hôm nay. Và quý vị biết không, khi mà bài thơ này được phổ thành một bài hát, thì một trong những cái điều thú vị của bài hát này là bài hát này thường xuyên được hát trong những cái lễ cưới của những năm 80-90. Hình như rằng người ta tìm ra được một cái lý do là vì bài hát này nó mô tả được cái tình yêu đẹp của thuở ban đầu và đặc biệt là thuở về với nhau. Cho nên nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc hơn trong những cái ngày mà đẹp nhất của đời người. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Mùa chim én bay. Khi mà nói về bài hát Mùa chim én bay thì đối với chị Phương Lan thì chị ấn tượng nhất với giọng hát của ai ạ? Cái bài Mùa chim én bay này Lan rất là thích nó, nên thành ra Lan nghe nhiều lắm, nghe nhiều phiên bản do nhiều ca sĩ hát. Nhưng mà cái người mà để lại cho Lan cái sự thích thú nhất ấy, đó là nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên. Mỗi ca sĩ thì đều có những cái, người ta nói là cái tông á, cái cao độ của giọng hát khác nhau. Rồi cái cách xử lý kỹ thuật của ngôn từ ở trong bài nó cũng khác nhau, cách luyến láy nó cũng khác nhau nữa. Nhưng mà Lan không hiểu vì sao mà khi nghe nghệ sĩ Hồng Liên hát ấy, thì Lan cảm nhận được đúng cái những gì mà nhà thơ muốn truyền đạt. Đó là cái sự mênh mang trong trẻo của mùa xuân, một cái khung cảnh quê hương rất là thanh bình, rất là khoáng đạt. Còn đối với Tùng thì thiệt sự ra mà nói,
Ngày xưa thì Tường cũng đã rất là yêu thích bài hát này, nhưng mà hồi đó còn nhỏ cho nên là cũng không có nhớ là mình đã nghe ai hát hết. Nhưng sau này thì có nhớ là có ca sĩ Hiền Thục và Mỹ Tâm cũng đều đã hát bài hát này rồi. Những ca sĩ trẻ khi mà hát lại bài hát này, họ đã mang trên mình một cái trọng trách rất là lớn, đó chính là giúp cho giới trẻ cùng yêu luôn bài hát này. Và rõ ràng là sự nhẹ nhàng, tươi tắn, lãng mạn của bài hát cộng với giai điệu rất trong sáng đã giúp cho giới trẻ đã bị bất ngờ và tiếp tục yêu quý bài hát này để bài hát tiếp tục sống tiếp. Có một điều không biết là Tùng nói có đúng không, chị Phương Lan thử cùng Tùng nhìn xem, đó chính là Tùng thấy cái giai điệu của bài hát này nó có tính dân ca ở trong đó. Nó bên ngoài cái tính tân nhạc rất là rõ nét thì nó vẫn có những cái nốt lẫy để cho người ta cảm giác như nó rất là đi liền vào một hồn người từ những cái chất liệu dân gian của cuộc sống. Thực ra thì cái bài thơ này là cái bài thơ mà Diệp Minh Tuyền viết theo thể thơ 5 chữ. Thể thơ 5 chữ, cứ mỗi khổ thì 4 câu và mỗi câu 5 chữ. Đây là một cái thể thơ nó khá là phổ biến của cái giai đoạn mà từ cái phong trào thơ mới trở về sau này. Thì nó rất là dễ đi vào lòng người và rất là dễ nhớ. Nhưng mà nói nó có cái tính, nó mang cái chất liệu dân ca ở đây thì nó không hẳn. Cái điều mà làm nên cái điều mà gần gũi đối với mọi người ở trong cái bài thơ này chính là tác giả sử dụng những cái hình ảnh rất quen thuộc. Tác giả không hề lấy những hình ảnh mới, ví dụ như là cánh én thì mùa xuân, phải không, cánh đồng quê hương Việt Nam ở đâu thì cũng bao la cánh đồng, phải không nào. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những hình ảnh gần gũi, rất đổi thân thương đó, nên chúng ta cảm thấy nó quá gần gũi và mình cứ nghĩ rằng là nó có chất liệu dân ca trong đấy vậy thôi. Nhưng mà cái tài của Diệp Minh Tuyền ở đây là cái xử lý hình ảnh, tức là dùng hình ảnh rất là cũ, nhưng mà cái cách sử dụng từ ngữ xử lý hình ảnh thì nó cho ta một cái điều rất là khác biệt so với những cái câu nói hoặc là những cái câu văn, những bài thơ khác đã qua. Chẳng hạn như là hồi nãy mà cái hình ảnh mà chim én chao liệng thôi đó, chao xuống đời anh, một cái cách nói nó quá như là kéo vào mình vậy đấy. Thế nhưng mà lại rất là có duyên, rất đáng yêu, không ai có thể phản đối được điều đó. Dạ. Sở dĩ mà Tùng nói về tính dân gian ở trong giai điệu là bởi vì khi mà Tùng hát cái bài hát này thì Tùng thấy nó rất là gần với trái tim của mình. Ví dụ như là khi gió đông ngát hương dập trời chim én liệng, nghe những cái dấu luyến á, nó rất là dễ chịu. Dạ. Và thông thường thì ở trong dân gian mình dùng những cái phần luyến rất là nhiều, và bất cứ một cái bài hát nào mà nó gợi lại những cái phần luyến đó, nó đều cảm thấy rất là gần gũi, nó dễ đi và vào lòng người. Không biết tại sao mà âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đưa vào trong đây nó quện lại với những ca từ của nhà thơ, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, làm cho Tùng cảm giác giống như chỉ có một người sáng tác thôi. Mình mạn đàm về bài hát này một chút xíu chị ha. Đây là một bài hát viết về mùa xuân, viết về tình yêu. Hình như nó hơi bị nhẹ đô so với những bài hát về tình yêu thời nay hả chị? Nó rất là nhẹ nhàng. Mình nói nhẹ đô so với thời nay thì chắc là phải đúng thôi. Bởi vì làm sao? Cái lứa tuổi, cái thời đại mà của Hoàng Hiệp và của Diệp Minh Tuyền đó là thời đại trước. Khi mà người ta yêu đương hay người ta thể hiện tình cảm thì đều rất là từ tốn và có gì đó e ấp, kín đáo hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn đối với cái thời đại ngày nay thì tuổi trẻ theo cái nhịp thở thời đại nó nhanh, nó gấp gáp hơn, nên là cái cách họ thể hiện cũng rất là mạnh bạo. Rất là mạnh bạo và nó phải đáp ứng được cái hơi thở của thời đại thì những cái bài hát nó cũng có cái tiết tấu nhanh hơn vậy thôi. Dạ. Tùng thì Tùng nghĩ rằng là rất là may khi mà những cái bài hát rất là đẹp và rất là đơn giản như thế này vẫn còn sống để các bạn yêu nhạc vẫn chú ý tới. Nó giúp cho các bạn có được một sự cân bằng trong cái tâm lý yêu đương gắn liền với nghệ thuật. Chị Phương Lan có để ý không là bài hát khi mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã phổ nhạc lại từ thơ của nhà thơ nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền thì hình như nó ngắn lại không chị? À đúng rồi. Bài khi mà phổ nhạc thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã bỏ bớt đi hai khổ, cũng không phải là không hẳn là bỏ bớt hẳn mà có tỉnh lược đi. Có nghĩa là chỉ dùng bỏ bớt đi một số câu, nhưng mà đặc biệt là các câu thơ thì hầu như là được giữ nguyên vẹn. Đó là cái điểm khá là thú vị trong cái việc phổ thơ này. Duy chỉ có một câu thôi, có một câu đó là cái câu mà em chợt đến bên anh,
dịu dàng như cơn gió, đó là thơ. Yeah. Thế nhưng mà khi phổ nhạc thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã thêm một chữ thôi, một chữ duy nhất, đó là chữ nhẹ. Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ. Dạ. Yeah. Tự nhiên cái mình cảm thấy cái chữ nhẹ này nó cũng giúp cho cái cơn gió nó đẹp hơn. Và cũng một lần nữa mình thấy được tâm hồn hòa quyện giữa hai nhạc sĩ với nhau để tạo nên một tác phẩm mà tưởng chừng như chỉ có một người sáng tác. Quý vị biết không, cái cảm giác mạnh mẽ nhất của Tùng khi mà nghe bài hát này trong một khoảng thời gian sau này, đó chính là chỉ nghe bằng giọng mộc của ca sĩ Hiền Thục cộng với cái tiếng guitar. Rất là đơn giản. Và cảm nhận được rằng hình như Hiền Thục đang không phải là hát mà đang chỉ đọc lại bài thơ của nhà thơ, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Từ đó mình lại cảm nhận được rằng hình như tình yêu chỉ cần đơn sơ như thế thôi, chỉ cần nhẹ nhàng như thế thôi cũng đủ mang cả một mùa xuân về cho tất cả mọi người. Và lúc này rất mong quý vị và các bạn cùng với chị Vân Lan sẽ cùng Tùng lắng nghe phiên bản mới nhất của HTV dành cho bài hát Mùa Chim Em Bay. Mãi đến đời vơi.
Quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay cùng với bài hát Mùa Chim Én Bay, chắc là chúng tôi cũng đã mang về hương lúa chín, mang về những bông hoa thật là đẹp, mang về đặc biệt là những cánh én trốn rét ở phương Nam khi trao liệng xuống giữa bầu trời này, và mang về một cái thứ tuyệt đẹp của tình yêu. Đó chính là miễn làm sao em có bên cạnh anh thì mùa xuân sẽ còn mãi. Mơ ước này sẽ không chỉ dành cho những người yêu thích bài hát này mà còn dành cho cả quý vị, dành cho những người đang yêu thương nhau. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã để lại một trong những tác phẩm tuyệt vời về tình yêu và mùa xuân. Đã không biết bao nhiêu lần ở phần cuối của chương trình em lại nhắc lại thông điệp của bản thân em, đó chính là gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với những vị khách mời, đặc biệt là chị Phương Lan. Bởi vì chị đến đây, em nhìn thấy được tâm hồn chị thả ra cùng với những bài thơ, rồi chị cũng có cảm hứng để đọc những cái bài thơ của mình dành tặng cho khán giả truyền hình nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Tùng Leo, cảm ơn chương trình Giai Điệu Từ Những Vần Thơ đã tạo điều kiện cho Phương Lan được chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về những cái bài hát rất là hay được phổ từ những cái bài thơ mà mình cũng là dân làm thơ, nên mình rất là tâm đắc về điều đó. Dạ, hy vọng là ở một lúc nào đó em cũng sẽ được nghe những cái bài hát của chị đã được phổ nhạc, và khi nào chị có thì chị nhớ chia sẻ với khán giả của Giai Điệu Từ Những Vần Thơ chị nha. Rồi, chắc chắn rồi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Giai Điệu Từ Những Vần Thơ.